Dạ Vũ xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện giờ Vũ đang ra chỗ nhà của anh Hiếu và chị Ngọc ở ấp 2 xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre để lấy gạo đi cho bà con ở trong xã Đại Hòa Lộc nha các bạn. Vũ cũng đang đợi mấy anh em phụ chở để đi cho. Đây là gạo để Vũ vô kiểm tra để chuẩn bị đi. Dạ Vũ cũng xin giới thiệu Mạnh Thường Quân đóng góp cho cái đợt cho gạo này ở trong xã Đại Hòa Lộc. Thì có chị Bảy Điệp ở bên Thụy Điển gửi về cho 2 triệu 500 ngàn để mua gạo. Thì Như đã mua là 25 phần, mỗi một phần là 10 kg nha các bạn. Rồi còn 25 phần quà còn lại là như nước tương, dầu ăn, bột ngọt, đường là của anh Hiếu với chị Ngọc mua nha các bạn. Đây là phần gạo 10 kg rồi nha các bạn. Thì gạo này là Như mua là 11.000 kg nha các bạn. Còn ở trong cái bao này thì để nguyên hồi chở đi luôn cho dễ, không có khui ra. Còn cái phần này là nước tương, dầu ăn, bột ngọt với đường là của anh Hiếu với chị Ngọc ở bên Cali, bên Mỹ nha các bạn. Chuẩn bị đi nha các bạn. Bữa nay đi thì có Tú đi với Được đi với tiền nữa. Giờ đi ra chỗ cầu số 1 cho 3 phần trước rồi chút rồi mới đi vô Đại Hòa Lộc. Dạ con thưa dì, dì phải dì 10 10 không? Dạ là vì có người con tên tên Quang, Quang. Dạ Dương Nhân Quang. dạ vậy con gửi cho bà Mười là gạo, gửi cho bà phần quà. Dạ cái phần quà này là của mấy anh em ở bên nước ngoài gửi, là chị Bảy Điệp ở bên Thụy Điển gửi với anh Hiếu, chị Ngọc ở bên Cali bên Mỹ gửi Điệp, cho. Điệp là bên là chị Công Quang là bà con đó. Dạ dạ rồi thôi thưa bà con đi. Rồi, rồi phải không? Chụp hình chưa? Dạ rồi. Ủa, Quang anh Quang, mà anh Quang mất rồi phải không gì? Dương Văn Quang con của Dạ gì? dạ thì anh Quang có 2 người con phải không vậy? Hai đứa, Dạ đứa con gái thằng con trai. dạ vậy thì giờ mấy người cháu của dì không có nhà thì con gửi đây rồi dì nhận Rồi giùm. rồi tôi nhận bác, mẹ nó về tới, mẹ nó dạ đi mua khô rồi. dạ nhận giùm 2 phần. Cho 2 phần hả? Dạ 2 người con đúng không? Rồi đúng rồi, 2 phần rồi. Dạ 2 người con thì 2 phần. Rồi cảm Ở đây ơn. là ở ấp 2 xã Bình Thắng hả gì? Ấp 2 tháng. Dạ đây Rồi. là nhà của anh Quang là ở ấp 2 xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Dạ rồi vậy thưa dì con đi nha. Phải rồi rồi. dạ Cảm dạ ơn nha. dạ Đây mới thì đi khóa cửa coi. Rồi giờ đang tôi xé tràn gạo lên ăn đi vô Đại Hòa Lộc nha các bạn. Rồi giờ bắt đầu đi nha các bạn. Dạ
Giờ Vũ với mấy anh em vô tới ấp Bình Quê 1, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Thì vô nhà của bà Sáu. Chú ơi, chú. Dạ thì hôm nay con là Vũ Camera Bình Đại, thì con đại diện cho mấy anh chị ở bên nước ngoài á, là gửi phần quà cho bà Sáu. Đó là chị Bãi Điệp ở bên Thụy Điển, với anh Hiếu, chị Ngọc ở bên Cali bên Mỹ á, là gửi cho bà. Cảm ơn. Dạ, đây là bà Sáu. Bà Sáu năm nay nhiêu tuổi rồi? 80. Dạ, bà Sáu năm nay 80 tuổi. Là bà Sáu bị bệnh tai biến không chú? Bà Sáu bị bệnh lâu chưa chú? Còn mấy tháng nữa là 10 năm. Dạ, mà bà Sáu bệnh còn mấy tháng nữa là 10 năm. Còn 8 là 10 năm. Dạ. Dạ rồi, con thưa chú con đi. Cảm ơn chị Vũ. Dạ. Rồi giờ mấy anh em đi tiếp nha các bạn. Giờ Vũ với mấy anh em vô tới nhà của dì Rẹt ở ấp Bình Quê 1, xã Đại Hòa Lộc. Thì dì là bị tai biến nằm có một chỗ à. Dạ thưa dì, con là Vũ, thì hôm nay con vô con gửi quà cho dì. Dạ là gạo với nước tương với dầu với đường cái gì. Rồi để xuống cho dì mà. Dạ vì cái quà này là của mấy anh em ở bên chị Điệp ở bên Thụy Điển gửi về, với anh Hiếu, chị Ngọc ở bên Cali bên Mỹ gửi cho dì. Dì cảm ơn em con. Dạ. Là dì năm nay nhiêu tuổi rồi dì? 67 rồi con. Dạ. Là dì bị bệnh tai biến hả dì? Tai biến. Nay bao lâu rồi dì? Nay 4 năm. Dạ. Là dì đâu có đi được hả? Không, ngồi một chỗ. Dạ, ngồi một chỗ ha. Dạ. Dạ thôi thưa dì con đi nha dì. Dạ. Dạ Vũ với mấy anh em vô tới nhà của chú Bích Tô. Dạ. Chào chú, con chào thím. Dạ, thì bữa nay con Vũ đại diện cho mấy anh chị ở bên nước ngoài á. Dạ vô gửi phần quà gạo với dầu ăn với nước tương. Rồi em vô gửi giùm. Dạ, cái này là của mấy anh chị ở bên nước ngoài đóng góp gửi gì? Là của chị Bãi Điệp ở bên Thụy Điển, với anh Hiếu, chị Ngọc ở bên Cali bên Mỹ gửi chú thím. Cảm ơn. Dạ. Chú bị tai biến lâu chưa thím? Dạ. 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 Nói chuyện cũng không được. Dạ. Rồi thím là thường là đi mò phải không? Đi mò. Dạ. Mò kiếm ăn chứ mình không có tiền mà mua bắt hết mò cá trọng bắt á. Dạ. Mua cá trọng trọng chứ cá nhỏ là ông ăn cũng không được. Dạ. Chứ mà nắm cái đầu á. Dạ. Ăn cá bự bự thôi chứ không thôi không thấy dễ thương. Dạ. Thôi con thưa chú con đi. Dạ thưa thím con đi. Dạ dạ. Dạ. Rồi đi vô cơ. Vô vô. Này nhà bà, hai ông bà ở xóm bà Trương. Dì ơi. Dạ bữa nay vô gửi quà cho bà ơi. Dạ. Đây là căn nhà của hai ông bà già. Dạ con thưa dì, thì hôm nay con vô rồi gửi gạo với nước tương với dầu
với đường cho gì gửi vô cho mình, để vô cho gì cho mình. Dạ. Dạ bữa con ghé vô á gì thì cái này của anh chị Mạnh Thường Quân ở bên nước ngoài gửi về. Thì chị Bảy Điệp ở Thụy Điển, anh Hiếu chị Ngọc ở bên Cali bên Mỹ gửi nha. Dạ. 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 Năm con hỏi là năm nay gì nhiêu tuổi rồi vậy? 90. Dạ, 90. À, vì ở đây với dượng thôi chứ không có con hả? Có thằng con ở đi làm ở Mỹ Tho, không phải là. Dạ. Hiện giờ cũng như sống hai ông bà ở nhà. Dạ. Dạ. Mình có đồng nào bệnh đau cũng chịu chứ giờ bây giờ. Còn ở cái nhà đó là nhà của cháu gái. Dạ. Dạ ông Dượng sáng ở sao á? Dạ. Gì? Dạ. Dạ vậy thôi thưa dì con đi. Dạ. Cảm ơn hết trơn anh em. Dạ. Giờ Vũ với mấy anh em vô tới ấp Bình Quề Một xã Đại Hòa Lộc, thì nhà này dì ở có mình mà dì đang bị bệnh tim. Vô đây dì chính không có nhà. Thì Vũ gửi phần quà này cho cái chị này ở xóm nhận giùm. À, dì chính nghe nói dì chính bệnh tim bệnh cũng nhiều lắm hả? Bả bệnh hoài, bệnh người hoài à. Dạ. Rồi dì chính năm nay nhiêu tuổi rồi dì? Bả nay chắc 80 tám mấy gì quá. Dạ. Thôi con gửi phần quà này nhận giùm đi. Cái này của mấy anh em ở bên nước ngoài á. Gửi về cho dì. Chị Bảy Điệp ở bên Thụy Điển với anh Hiếu chị Ngọc ở bên Cali bên Mỹ gửi dì. Dạ. Thôi đã gửi nó giùm. Dạ. Với mấy anh em đi tới ấp Bình Lộc, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Bây giờ Vũ vô có cái hộ này hai ông bà bị bệnh. Rồi vô cơ, chạy trước đi. Giờ Vũ với mấy anh em vô thăm nhà của chú Tư với thím Tư. Thím Tư thì bị bệnh tai biến. Mà thím đi lần lần bằng cái cây đó ở dưới đi lên đó hả? Cái đi bình thường rồi té. Dạ. Đi từ ở nhà dưới lần lên. Ở trên giường, ở giường. Ngồi giường chứ dạ. Đâu xuống dưới được. Dạ. À, chú Tư năm nay nhiêu tuổi? À, 79. Dạ, còn thím nha. 76. Dạ, thím bị tai biến lâu chưa chú? Năm mấy rồi. Dạ. Thì bữa nay con vô rồi gửi phần quà gạo với dầu ăn với nước tương của mấy anh chị ở bên nước ngoài gửi chú. Dạ. Của chị Bảy Điệp ở Thụy Điển với anh Hiếu chị Ngọc ở bên Cali gửi. Dạ. Thì con gửi cho chú thím. Đưa đưa giùm đi. Dạ. Dạ. Bây giờ chú Tư với anh Tư ở đây, không có con ở đây. Dạ. Con đưa nó đi làm lúc mà về ngoài bên châu. Dạ. Bây giờ hai ông bà ở nhà thì chú nấu cơm. Dạ. Dạ rồi nha. Dạ dạ. Vậy thưa chú con đi, thưa thím con đi nha. Dạ. Dạ. Vậy là từ cái giường đó là đi lên đi lên đây là bằng cái này. Rồi thím đi xuống rồi. Lần lần vậy đi xuống á hả? Dạ. Cho một cây à. Dạ. Dạ. Yeah.
Dạ, đi tới cái giường nằm nghỉ đó. Dạ. Dạ. Đây Vũ với mấy anh em đi vô tới Bình Lộc rồi. Thì Vũ vô cái chú này là chú đi lụm da chai nè. Lụm da chai để nuôi bà già. Chú đi lụm da chai hả chú? Dạ. Dạ, nay con vô nhà chú gửi gạo cho chú nè. Rồi mấy anh em chở chú về luôn. Dạ phát gạo anh. Chú đi lụm da chai. Rồi Vũ vô trên đường vô gặp chú rồi mấy anh em chở chú về luôn. Rồi cảm ơn nha. Chú dạ. Nói cho một phần quà đi được. Một phần quà. Dạ. Sáng giờ chú lụm được bao đó đó hả? Lụm được cái gì vậy? Ba cái ly hay mũ hả? Dạ rồi. Nhà chú ở đâu? Đây hả? Đây nhà này nè. Rồi rồi vô chú. Chú lụm mình nuôi bà già. Nuôi bà già. Dạ. Rồi dạ thưa gì? À, con Vũ à, bữa con có ghé thăm gì đó. Dạ. Cháu. Dạ gì ngồi đi. Dạ dạ mấy anh em chở gạo đi với con à, bà. Dạ hả? Gì? Trời ơi vậy. Dạ. Hôm nay con đem gửi gạo cho gì? Dạ. Dạ, thì có mấy anh em ở bên nước ngoài á. Dạ. Thì gửi phần gạo cho gì? Dạ. Có chị Bảy Điệp ở bên Thụy Điển gửi với anh Hiếu, chị Ngọc ở bên Cali bên Mỹ gửi cho gì? Dạ, rồi đã gửi cho dì giùm mới được. Dạ. Dạ. Hồi dì năm nay nhiêu tuổi vậy? Nay 87 tuổi. Dạ. Này con cho bà xị bà 100.000, bà muốn ăn gì ăn, bà muốn mua gì đó. Rồi bà ăn. Dạ. Vậy là cảm ơn dữ lắm. Dạ 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 dạ. Rồi vậy mà cũng cho thêm. Dạ 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 dạ. Dạ. Rồi đi rồi gặp chú đi lụm da chai về nè, rồi mấy anh em chở về luôn nè. Dạ. Thấy chị chở gì. Dạ. Sáng đi lụm da chai. Dạ, sáng đi lụm da chai. Thôi con đi bà đi. Dạ. Vậy, dạ dạ con thưa bạn đi. Dạ. Dạ. Dì vô nhà đi dì. Cho con gửi quà cho dì. Dạ dạ. Dì là dì ở đây có mình thôi. Là dì đi bằng cái ghế đó thôi chứ là bà đi bằng cái ghế chứ không có ghế bà đi không được. Có mình một à. Có thằng cháu nội nó nóng con nó buông xuống. Dạ. Cô bác người ta cho gạo người nó lấy nó nấu. Dạ. Là ở trong nhà nực gì lần ra có cái võng ngoài bụi cây đó gì gì ở ngoài cho nó mát. Dạ. Dạ, ở ấp Bình Lộc nha các bạn, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Thì vì ở nhà này là nhà tình nghĩa. Ông
lên đây vô đây hả? Dạ bữa con ghé đó gì. Cảm ơn nha. Dạ. 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 Thì hôm nay con vô rồi con gửi gạo với nước tương rồi cho về. Thì có chị Bảy Điệp ở bên Thị Điển với anh Hiếu, chị Ngọc ở bên Mỹ á, gửi cho. Bạn tâm nghe bà muốn mua gì á, bà muốn hay gì á, bà mua là kêu cô cháu mua cho bạn. Cảm ơn, dạ. Rồi con để phần gạo đó xuống cho bà, cho gì đi. Dạ. Dạ dạ rồi để lên ghế cho gì. Dạ rồi. Xong rồi chưa? Có chụp hình không? Dạ con đang chụp hình nè. Dạ. Mắt mờ vậy đó, không dạ. Thấy. Tại vì năm nay nhiêu tuổi rồi? 87 rồi. Dạ, 87 tuổi. Dạ. Dạ. Nay cái giò gì giống như nó bị teo lại. Nó teo bị nó trào cái này đi không được đó, chứ phải không. Tôi đi. Dạ rồi thưa dì con đi nghe dì. Cảm ơn ơi, cháu ơi. Dạ. Cháu ở ngoài chợ đó hả? Dạ mấy anh em con ở ngoài chợ không mà dì. Dạ. Con đi đâu bà? Con đi luôn. Cảm ơn. Dạ. Mấy anh em tới cái nhà chú này thì chú bị bệnh tai biến. Rồi lấy cho em phần đi. Nhà chú bị bệnh. Dạ. Dạ dạ. Ngồi dậy cậu hai. Ngồi dậy. Ta cho qua ta chụp hình nha. Ngồi dậy. Dạ. Chú này chú bị tai biến, chú nằm chỗ à. Nằm nay như lâu lắm rồi. Lâu rồi. Dạ. 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 Chú khỏe rồi là chú ăn cơm đâu rồi được con không? Cơm không sao. Dạ. Ăn củi vậy là chén hay chén vô con à. Dạ mấy chú này đó đi từ thiện thấy không có tập vô ghé thăm không đó biết dạ. Không con biết không à dạ bữa con có ghé rồi biết mà dạ. 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 Biết không 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 biết không. Con nghe con ở Bình Thắng á. Có nói là chịu á. Là chịu đâu? Là chịu đâu? Dạ dạ biết là chịu luôn. Biết là chịu luôn, tưởng hả? Dữ. Là thím còn không? Mất rồi đó hả? Dạ. 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 Bây giờ làm gì khóc vậy? Hả? Ai bỏ? Ai bỏ? Dạ chú ơi, bữa nay con vô đây con gửi gạo với nước tương với dầu ăn với đường cho chú. Thì có mấy anh chị Mạnh Thường Quân bên nước ngoài á. Anh chị Điệp ở bên Thị Điển với anh Hiếu, chị Ngọc ở bên Cali gửi. Dạ dạ, gửi cho chú đi. Để đó. Còn con gửi cho chú 100.000. Tại vì chú có mua gì á, chú uống gì á, chú kêu con cháu mua cho chú uống.
Dạ. Cảm ơn đi. Cảm ơn ông, cảm ơn trời Phật. Nói cho nó nghe. Ừ. Họ nói cho họ biết họ không. Dạ. Ta chịu cảm ơn. À, dạ 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 được rồi chú ơi. Dạ. Vào, nói vào. Thầy chú ơi, cũng gì cũng vậy, không không được vùi vậy lén ăn đồ vô thôi vậy đó. Không có gì đâu chú ơi. Thầy ăn uống rồi mình ăn đậy vô à. Đây mới cái giò là mất cái giò luôn. Cắt giò nay mấy năm rồi. Dạ. Nay năm số nào? Dạ. Trời đâu ba. Dạ. Dạ. Là bị bệnh là cắt luôn á. Dạ. Dạ. Nhưng mà giờ đi không được thôi nhưng vẫn khỏe. Dạ. Dạ thì trong giường này thì dạ. Dạ. Là tấn cái giường lại vậy quay vô thì không có đi ra được thành ra dạ giữ lại. Dạ dạ. Dạ. À, vậy con đưa chú thằng chú con về chú ơi con đi cho chú. Dạ. 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 Chúc mấy cháu đồ quý ông được không hả? Dạ 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 con cảm ơn chú không rồi ha chú ha. Cảm ơn mẹ. Dạ dạ dạ. Đúng. Dạ. Dạ thưa chú con đi nha chú. Dạ. Con thưa mấy gì mấy dạ. Chị. Không nữa, không nữa. Thổi à, thổi không à? Thôi được rồi chú ơi, cảm ơn. Dạ được rồi. Thổi cảm ơn em. Dạ. Nào. Em mà Vũ sửa điện tử camera cái ngã tư Hàng Cộng. Dạ. Có bà gì ngoài, bà dạ. Em ở ngay ngã tư đường lớn chứ không phải xuống đường nhỏ. Dạ. Anh em đi tới chỗ ấp Bình Lộc, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Thì cái gì này là sống con mình à, là đi lụm da chai. Ở nhà tình thương. À giờ gì đóng cửa rồi. Đi lụm da chai hả gì? Chắc đi quá. Dạ. Đi lụm da chai hả vậy? Đi lụm chưa về hả vậy? Chưa. Dạ. Dạ, như dì Tám ở xóm dì Tám nhận giùm ha. Ừ, rồi, rồi rồi dì bước vô đó đi. Rồi vô gửi nè. Thì dì nhận giùm đi dì dì này đi lụm da chai rồi không có nhà. Dạ. Thì con gửi phần gạo với dầu ăn với nước tương với đường của mấy anh chị ở bên nước ngoài gửi á gì. Dạ. Dạ. Thay mặt với dì Năm rồi cảm ơn cho mấy chú mấy cậu nha. Dạ thì chị Bảy Điệp ở bên Thụy Điển với anh Hiếu chị Ngọc ở bên Cali bên Mỹ gửi á. Dạ 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 dì nhận con. Dạ dạ dì để chỗ nào đó gửi giùm con đi rồi. Dạ dạ. Dạ rồi, cảm ơn dạ. Dì. Tôi về cũng đi nha. Dạ, thì Vũ vô tới nhà của dì Tư. Nhà dì Tư thì ở ấp Bình Lộc, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Thì dì Tư ở đây cũng có một mình. Thì dì Tư ở nhà này là nhà tình thương. Cách hôm tháng 7 năm 2018. Rồi dì vô trong nhà đi cho con gửi phần gạo này. Người ăn thứ ba không gạo con tôi xào luôn. Dạ. Không tiền tới mùa cái cuốn chay. Dạ. Chết ngày 23 tháng 3. Dạ dạ, rồi con gửi phần cái này nhỏ gán. Gạo
gạo với nước tương với dầu ăn với đường của chị Điệp ở bên Thị Điển, với anh Hiếu, chị Ngọc ở bên Cali. Rồi con gửi cho gì? Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Đứng hồi nó rung vậy đó. Dạ. Tại vì bị bệnh mà. Bệnh. Dạ. Bữa hổm khùng uống hai viên nước áp buổi sáng tờ nó khùng một buổi đó, một ngày qua ngày sau nó dám uống nước áp. Dạ, nó bị quằn hay gì? Ừ, nó quằn á. Dạ dạ. Sợ xuống nữa. Dạ dạ. Chết miệng nó đang lên đó. Dạ dạ. Dạ rồi thôi thưa dì con về nha. Dạ, cảm ơn nha chú. Dạ. Vũ với mấy anh em vô tới nhà của dì Sáu. Thì nhà của dì Sáu thì ở ấp Bình Lộc, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Thì dì Sáu ở cái nhà này là cũng do ở chùa Phước Lộc cất cho dì Sáu phải không? Dạ, thì ngày dì Sáu cạo hột điều. Dì Sáu sống đây con mình. Dì Sáu năm nay nhiêu tuổi dì Sáu? Dạ, dì Sáu 70 tuổi. Dạ. Dạ, bị gãi tay hay sao? Dạ, dì ở sớm gì qua phụ hả? Ừ, cũng như nhỏ này mẹ nó bỏ nè, rồi giờ phụ mần vậy đó, rồi tôi cũng mần nữa. Là cháu của dì này hay gì? Cháu này cháu. Ờ, cháu của dì. Mẹ bỏ rồi ở với dì? Ở với dì, ở với giờ dạy đưa đi học vậy. Rồi mấy tuổi rồi dì? Nay 13 tuổi rồi, bỏ rồi mới 12 tháng rồi cậu. Dạ. 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 Dạ, nhà ở chùa cho nay lâu chưa vậy? Cho nay chắc 3 năm mà. Dạ dạ. Rồi bằng con quả rồi đóng á. Dạ dạ dạ. Rồi chị em đóng góp hai. Để tên giường đó nó cho gì đi được. Dạ. Thì bữa nay con vô gửi gạo với dầu ăn với nước tương cho gì? Thì của mấy anh chị ở bên nước ngoài đóng góp lại gửi về mua gì? Thì chị Bảy Điệp ở bên Thị Điển với anh Hiếu, chị Ngọc ở bên Cali. Dạ, cảm ơn. Dạ. Hết mấy chú mấy ba cái đồ hết ha, cô. Dạ. Hết ha. Dạ. Cảm ơn chú nhất nữa. Chú đâu có gì đâu dì ơi. Dạ. Dạ vậy con để đây dì cất giùm con nha. Dạ. Nhỏ này được, nhỏ là một coi. Dạ. Một coi là ở với gì? Ở với gì? Ông. Dạ. Thì cha mẹ không có về phụ hay gì? Cha thì có vợ, còn mẹ thì có chồng, rồi ở với gì rồi nhỏ lớn về luôn. Dạ. Ở nhà gì ở sao đó? Ở nhà xa vậy. Dạ. Vì cũng cào này về lo đi học.